Thuận cảnh không sinh mê, nghịch cảnh không sinh hận. Thuận cảnh thế giữ đức, nghịch cảnh thì tu tâm. Trong cuộc sống hàng ngày chúng ta phải rèn luyện, gặp thuận cảnh không sanh tâm hoan hỷ, gặp nghịch cảnh không sanh tâm ảo não. Đó chính là tu hành. Tất cả thuận cảnh không sinh tâm hoan hỷ, nghịch cảnh không khởi tâm sân hận thì công đức của bạn mới có thể giữ được. Phía trước hàng ma, Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện cho chúng ta xem: di định huệ lực, hàng phục ma oán. Nếu bạn không có định, không có huệ thì công đức của bạn không thể giữ được. Ở trong cảnh giới thường hay khởi tâm động niệm, tâm tùy theo cảnh giới bên ngoài xoay chuyển. Đó là tâm luân hồi, tạo nghiệp luân hồi, tương lai chịu báo luân hồi. Cho nên chúng ta trong cuộc sống thường ngày phải rèn luyện. Rèn luyện chính là tu hành. Ngày trước 6 căn, chúng ta tiếp xúc với cảnh giới 6 trần, dễ bị cảnh giới bên ngoài xoay chuyển. Xem thấy ưa thích, chúng ta khởi lên tâm hoan hỷ. Xem thấy không ưa thích, chúng ta khởi tâm ghét bỏ. Vậy là sai, phải tu sửa lại. Tu sửa thế nào? Thuận cảnh không sanh tâm hoan hỷ, nghịch cảnh không sinh tâm ảo não, đó gọi là tu hành. Tu hành không phải mỗi ngày tụng kinh niệm Phật, lại Phật, tất cả chỉ là hình thức. Tu hành phải chân thật, hữu dụng, phải dùng được ngay trong đời sống. Đối diện với tất cả mọi người, mọi vật, mọi việc thật khởi lên tác dụng, không còn bị cảnh giới này xoay chuyển mới gọi là có công phu. Bạn ở niệm Phật đường niệm Phật mỗi ngày 10 vạn danh hiệu Phật, khi đối diện với cảnh giới, tâm còn bị cảnh giới bên ngoài xoay chuyển, vậy thì như người xưa nói, đau mồm rát họng chỉ uổng công. Bạn không có công phu, hoặc công phu của bạn là giả, không phải thật. Hòa thượng Tịnh Không. Thuận cảnh đáng sợ hơn nghịch cảnh. Trong nghịch cảnh, chúng ta có sự phản tỉnh, có sự cảnh giác cao độ. Nhưng trong thuận cảnh, chúng ta không có sự cảnh giác. Chính vì vậy mà sự đọa lạc, sự sai lầm của ta rất lớn mà ta không nhận ra. Đến lúc nhận ra thì đã quá trễ rồi. Cho nên người xưa nói thuận cảnh làm cho người ta đọa lạc hơn. Còn trong nghịch cảnh, tuy khó khăn nhưng người ta có độ phản tỉnh, có độ cảnh giác cao. Hòa thượng nói, người biết tu hành thì tâm của họ thanh tịnh, bình đẳng, không luận ở trong bất cứ cảnh duyên nào. Thuận cảnh, nghịch cảnh, thiện duyên, ác duyên, đối với họ đều là có lợi ích, đều là có cơ hội để họ rèn luyện. Ở chỗ này chúng ta chú ý hòa thượng nói, người biết tu hành. Đối với người biết tu hành thì trong nghịch cảnh, thuận cảnh, thiện duyên, ác duyên, họ đều luôn ở trong trạng thái phản tỉnh. Người không biết tu hành trong nghịch cảnh thì rất phiền não, trong thuận cảnh thì thuận ý vừa lòng. Sự chuyển đổi ở trong tâm ta chỉ là một niệm của 1.200.000 tỷ ý niệm trong một giây. Vì vậy chúng ta khó mà phản tỉnh, khó mà nhận ra. Cho nên hòa thượng nói, người biết tu hành thì tất cả các cảnh duyên, nghịch cảnh, thuận cảnh, thiện duyên, ác duyên đều là cảnh giới tu hành. Có nghĩa là họ luôn ở trong trạng thái phản tỉnh, theo dõi xem mình có đang bị tập khí sai khiến hay không. Điều đáng sợ nhất là ngũ dục. Chúng ta đang sống trong khó khăn, khi gặp cảnh thuận ý, vừa lòng thì chúng ta tham chấp, bám chấp vào đó, khiến đạo tâm bị lôi sột. Phật dạy chúng ta phát tâm học Phật vì thành tựu vô thượng Phật quả. Học Phật để thành Phật, chứ không phải vì để thành tựu phước báu ở cõi trời, cõi người hay thanh văn, duyên giác, Bồ Tát. Người tu tịnh độ chúng ta phải vãng sanh cực lạc, ngoài ra thì không có vấn đề gì đáng bàn cả. Hòa thượng nói, nhiều người tu hành nhưng bị đọa lạc ở chỗ danh vọng, lợi dưỡng, tích tài tán đạo. Tài không chỉ nói đến tiền của mà nói đến vật chất. Tiền tài vật chất càng nhiều thì không còn đạo tâm. Nhiều đạo tràng tu hành ban đầu chưa có danh vọng lợi dưỡng thể đạo tâm rất cao. Khi có danh vọng lợi dưỡng thể đạo tâm không còn. Hòa thượng được người ta tặng rất nhiều bất động sản, rất nhiều biệt thự, nhưng mà ngài không nhận. Ngài nói, cho tôi thuê căn nhà này, có hợp đồng giao kèo rõ ràng. Bên B tiếp nhận thì phải tu hành đúng như pháp. Nếu bên B không tu hành đúng như pháp thì bên A có quyền lấy lại nhà. Bên B có quyền sử dụng nhưng không có quyền sở hữu. Chúng ta thấy những người giàu có trên thế giới rất xa xỉ. Một bữa ăn của họ vài trăm ngàn đô.
phước của chúng ta chưa là gì cả, mà chúng ta cho rằng mình tu hành tốt nên có phước báo như vậy. Người niệm Phật phải có phước báo tương lai, làm giáo chủ Tây Phương Cực Lạc, chứ không phải tu để có phước báo là có vài tòa nhà. Phật nói, tương lai ngôi Pháp Vương này ta nhường lại cho con. Chúng ta mới tu hành, vừa có đạo tràng đã cho rằng mình tu tốt, tự thỏa mãn, tự thuận ý vừa lòng thì đã mất đạo tâm. Sáng nay có người nhắn tin hỏi tôi, thầy có biết đạo tràng nào tu hành thanh tịnh không? Tôi trả lời, tôi không biết, tôi chỉ biết trồng rau nên không biết nơi nào tu tốt, nơi nào tu xấu. Chúng ta nói nơi này tốt, nơi kia tốt, nhưng mà họ có chỗ không tốt thì nhân quả đó chúng ta chịu. Tất cả các cảnh duyên đều là cơ hội để chúng ta rèn luyện. Trong nghịch cảnh thì ta tu nhẫn nhục, chân thật hạ công phu. Bất cứ khó khăn nào chúng ta cũng có thể nhẫn. Trong thuận cảnh, ta tu tâm thanh tịnh, tu tâm bình đẳng, không nhiễm ô, không đắm chấp. Thích Ca Mâu Ni Phật khi xưa cùng tăng đoàn nửa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ngủ một đêm. Khi được người ta cúng dường đồ ăn, nếu ăn không hết thì các ngài đem bố thí cho chúng sinh ăn, không bao giờ để dành ngày mai. Dù gặp một gốc cây to, có thể che nắng che mưa, nhưng hôm sau vẫn phải chuyển đi nơi khác, không đắm chấp. Tài sản của Phật và tăng đoàn là 3 y 1 bát. Thời tiết bình thường thì đắp 1 y, lạnh thì đắp 2 y, lạnh nữa thì đắp 3 y. Hòa thượng nói, trong thuận cảnh khó hơn so nghịch cảnh. Nghịch cảnh đào thải con người không nghiêm trọng, nhưng thuận cảnh đào thải con người rất nghiêm trọng. Trong chiến trường, con người không bị nhụt chí. Trong thương trường, con người bị nhụt chí. Trong Phật Pháp cũng vậy. Nghịch cảnh giúp chúng ta tôi luyện, giúp chúng ta có độ cảnh giác cao hơn. Trong thuận cảnh, con người bị đọa lạc đắm chấp. Trong thuận cảnh, mọi việc đều xứng ý vừa lòng, làm cho người ta cảm thấy vui thích và thỏa mãn, cho nên tâm phấn đấu hướng lên không còn nữa. Hòa thượng nói, từ xưa đến nay không biết bao nhiêu người tu hành đã bị thuận cảnh đào thải. Lúc còn khó khăn thì họ rất phấn đấu, nhưng mà khi bắt đầu có những thuận lợi rồi thì sự phấn đấu đó không còn nữa. Tâm mong cầu viễn ly thế gian không còn cao. Lúc đó họ sinh ra bám chấp địa vị, bám chấp thân phận, bám chấp đạo tràng, rất nhiều những bám chấp. Trên kinh Phật nói, tất cả các pháp đắc thành ư nhẫn. Tất cả các pháp muốn có được thành tựu thì phải nhẫn. Một số người tu hành đến sau cùng bị thất bại, thoái chuyển, đọa lạc. Nguyên nhân là họ không thể nhẫn được, không thể nhịn được. Danh vọng lợi dưỡng cứ tăng dần đến cuối cùng họ bị sa vào lưới của ma. Hòa thượng trong cuộc đời tu hành, thứ gì cũng được người ta tặng, nhưng thứ gì ngài cũng từ chối, cho nên ngài không bị ràng buộc. Ngài là tam bất quản, không quản tiền, không quản việc, không quản người. Người ta chụp được hình của thần hộ pháp ở trong đạo tràng niệm Phật, đưa bức hình cho hòa thượng xem. Hòa thượng bảo họ xé bức hình nó đi, không phổ biến. Người xưa nói quân tử thành nhân chi mỹ. Người quân tử chỉ thành toàn việc tốt cho người. Người quân tử là chuẩn mực ở thế gian. Quân tử hiền nhân, thánh nhân, cao nhất là Phật. Phật là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Chúng sinh chúng ta là phàm phu, khởi tâm là hỷ nộ ái ố, ai lạc dục. Họ tu vài năm, được tặng một cái đạo tràng thì tưởng rằng mình tu hành có công phu, tưởng rằng Phật ban cho mình. Họ sai rồi. Nếu Phật làm việc đó thì Phật khiến cho chúng sinh đọa lạc rồi. Phật không làm thì ma làm. Phật ban cho chúng sinh là vô duyên đại từ, yêu thương vô điều kiện. Ma giúp chúng ta có điều kiện, ma hưởng nhờ phước báu tu hành của chúng ta. Khi không thuận ý vừa lòng thì ma đòi lấy lại. Ma cho một nhưng lấy lại hai. Lúc đó thì chúng ta thê thảm. Điều này không phải tôi nói mà là hòa thượng khi nói giảng kinh Vô Lượng Thọ. Ma lấy lại bằng cách nào? Con ốm, con phá hoại, con bán nhà tan nhà nát cửa. Cho nên chúng ta tu hành thì tâm phải thanh tịnh, xa lìa được tập khí phiền não của mình, đó mới là chính nghĩa. Tự tư tự lợi phải hàng phục được đến mức thấp nhất. Danh vọng lợi dưỡng phải hàng phục được đến mức thấp nhất. Năm dục sáu trần phải hàng phục được đến mức thấp nhất. Tham sân si, mạn phải hàng phục được đến mức thấp nhất.
đó mới là công phu. Trong thứ thánh quả thì quả thấp nhất là Tu Đà Hoàn, hoàn toàn vô ngã thì mới chứng được. Người vãng sanh phải không còn một chút nào dính mắc ở trong nội tâm của mình. Hòa thượng nói, người tu hành bị thuận cảnh đào thải nhiều không tính kể, ta phải tu chữ nhẫn ở trong tất cả các cảnh giới. Thuận cảnh không khởi tâm tham, nghịch cảnh không khởi tâm sân, ngay trong nghịch cảnh vẫn giữ được tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, đấy mới là nhẫn. Các tổ sư dạy chúng ta tu hành, dù vua trời đế thích xuống nói, thôi đừng vãng sanh, ta nhường cho nửa khung trời, thì chúng ta cũng không có ý niệm tơ vương đến. Phải có tâm đó mới là tâm người vãng sanh. Chúng ta tu hành được người ta tặng cho một tòa nhà thì cho rằng đó là Phật A-di-đà ban tặng. Thật ra đó là thòng lọng của ma vương, không phải là Phật tặng. Khi chúng ta có phước báu, trở thành đồ chúng của ma vương thì chúng ta rất thích. Hòa thượng nói, cục vàng nhỏ ta không thích, không động tâm. Vậy cục vàng lớn hơn, ta có động tâm không? Ma rất khôn. Chúng ta động tâm ở một mức độ nào thì ma đưa vừa đủ ở mức độ đó, chứ không bao giờ đưa dư thừa cả. Chúng ta không động tâm trước 5 triệu, vậy thì 50 triệu, 500 triệu, 5 tỷ, 5 ngàn tỷ, ta có động tâm không? Hòa thượng là tâm bất quản, không quản việc, không quản tiền, không quản người. Đến bây giờ ngài vẫn ở tạm nhà người ta. Thật ra chúng ta thử nghĩ xem, đạo tràng này là của mình, đạo tràng kia là của mình. Vậy thì khi chúng ta ra đi sẽ vô cùng phiền não. Chẳng nhẽ Phật đi giúp chúng ta phiền não? Hòa thượng nói, thuận cảnh đào thải người tu rất nghiêm trọng, nghịch cảnh làm cho người ta cảnh tỉnh, phản tỉnh, nỗ lực. Thuận cảnh khiến người ta đắm chìm, không còn tâm xuất ly. Họ muốn sống lâu thêm một chút để niệm Phật, nghe có vẻ hợp lý quá. Người chân thật giác ngộ, chân thật niệm Phật, mong được vãng sanh sớm ngày nào thì tốt ngày đó. Bởi vì đời ác ngũ trược này làm cho người ta ô nhiễm, ô nhiễm thì đọa lạc. Nếu tôi nói nhiều chỗ này thì sẽ không còn có người tu, người tu ít đi, nhưng tôi vẫn phải nhắc. Người xưa đã làm ra biểu pháp, xưa kia cư sĩ bàng chất hết đồ đạc, tài sản xuống thuyền, rồi đục lỗ cho thuyền và đồ đạc cùng chìm xuống sông. Sau đó cả gia đình ngài sống cuộc đời thanh đạm, ngày ngày đan dép cỏ bán lấy tiền sinh sống. Người ta hỏi, ông không dùng thì tại sao không cho người khác dùng? Tại sao ông không có làm việc tốt? Ngài trả lời rằng, việc tốt không bằng không việc gì. Làm việc tốt mà khiến tâm mình phiền não, khiến tâm mình không thanh tịnh thì tốt nhất là không làm. Ngài muốn phá chấp của người thế gian. Người thế gian làm việc tốt nhưng bị dính mắc vào việc tốt. Ngài tự tại muốn vãng sanh lúc nào thì đi lúc ấy. Một người bỏ tiệm vàng để xuất gia đi tu. Trong một bữa cơm, ông chọn quả chuối to đẹp để ăn. Đến khi ăn xong, về phòng rồi ông mới giật mình phản tỉnh, thấy mình vẫn còn tâm tham. Phật không dạy chúng ta bỏ nhà cửa, bỏ tài sản, mà dạy chúng ta bỏ tâm tham. Nếu vẫn còn tâm tham thì đáng sanh tử như thế nào, vẫn sanh tử như thế đó. Đáng đọa lạc như thế nào, vẫn đọa lạc như thế đó. Phật dạy cần tu giới định tuệ, diệt trừ tham sân si. Phật không dạy chúng ta đổi đối tượng tham sân si, mà dạy chúng ta diệt trừ tâm tham sân si. Hòa thượng cả một đời tu hành đã làm ra biểu pháp cho chúng ta. Ngài nói, nếu tôi xây chùa thì không biết ngôi chùa đó lớn thế nào. Người ta tặng hòa thượng rất nhiều bất động sản, nhưng mà ngài một mực từ chối. Chúng ta là người tu hành mà trở thành người để họ trục lợi trục danh, thì chúng ta có thoát được nhân quả hay không? Bài học hôm nay, hòa thượng nói, thuận cảnh đào thải con người làm cho rất nhiều người bị đọa lạc, cho nên phải nhẫn trong cả nghịch cảnh và thuận cảnh. Trong nghịch cảnh chúng ta nhẫn để vượt qua khó khăn, trong thuận cảnh chúng ta cũng phải nhẫn. Việc gì lợi ích chúng sanh thì chúng ta nhận để chúng sinh được lợi ích. Nếu việc lợi ích của ta mà tiếp nhận thì ta đã bị đọa lạc rồi. Có người đến nhà tôi ở 3 ngày. Ngày thứ nhất họ phát tâm tặng tôi cái tủ lạnh. Ngày thứ hai họ phát tâm tặng tôi cái hàng rào. Tôi đều từ chối. Chữ nhẫn ở đây không chỉ là nhẫn trong nghịch cảnh, mà phải nhẫn trong thuận cảnh. Trước đây có người năn nỉ tôi đến ở trong một căn biệt thự cực kỳ sang trọng.
Tôi không nhận lời mời đó. Tôi về nhà trải chiếu nằm trên đất. Bây giờ họ không liên lạc với tôi nữa, cũng không có gì để oán trách tôi. Hòa thượng nói, xã hội trước mắt danh vọng lợi dưỡng, năm dục sáu trần mê hoặc vô cùng to lớn. Mấy người có thể vượt qua cám dỗ của năm dục sáu trần đây? Vì vậy phải nên biết cái hại của thuận cảnh đáng sợ hơn nhiều so với nghịch cảnh. Trong nghịch cảnh khởi sân hận thì bạn có thể cảm giác được, có thể nhận ra, tại vì di chứng của sân hận là tức ngực. Ta biết nó rất hại. Trong thuận cảnh bạn khởi tâm tham si, nhưng chính mình một chút tâm cảnh giác cũng không có, vì thế mà đọa lạc. Nếu trên thế gian này có người tâm bất quản, không quản người, không quản việc, không quản tiền, thì cho dù người đó không phải là Phật Bồ Tát, nhưng cũng đáng để chúng ta lạy sát đất rồi. Hòa thượng cả một đời hơn 40 năm, hơn 50 năm không đụng đến tiền, không biết đến tiền. Họ không tin điều này, nhưng đó là sự thật. Vậy mà họ còn báng bổ mắng mỏ hòa thượng. Từng lời dạy của hòa thượng vô cùng sâu sắc. Hòa thượng dĩ thân diễn giáo, dĩ thân tác đắc. Ngài chính mình làm gương. Ngài biết thuận cảnh vô cùng đáng sợ, nên từ năm 36 tuổi Ngài bắt đầu học tam bất quản theo tổ sư Ấn Quang, không quản tiền, không quản việc, không quản người. Hòa thượng nói, tích tài tán đạo. Nếu bạn cất chứa của cải vật chất thì đạo tâm của bạn còn đâu? Những bài học này Ngài dùng hết lòng hết dạ để chia sẻ. Không phải Ngài chỉ nói để chúng ta làm, mà chính Ngài đã làm. Mọi người đừng hiểu lầm. Cuộc sống luôn là một chuỗi triết lý để mỗi người chúng ta phải suy ngẫm. Theo Đức Phật, muốn an yên trong cuộc sống thì cần phải trả hết nghiệp duyên. Với các câu chuyện về đạo Phật, Radio Suy Ngẫm chia sẻ dưới đây mong giúp thức tỉnh sâu hơn lương tâm của mỗi người, giúp chúng ta hiểu được sự nhiệm màu trong đạo Phật. Câu chuyện về đạo Phật, duyên nợ đời người. Xưa kia có một chàng trai tên là Thư Sinh. Anh và bạn gái đã đính ước với nhau. Tuy nhiên người con gái ấy lại đi lấy người khác. Thư Sinh vì đau buồn mà lâm bệnh nặng. Có một người du khách qua đường nghe được câu chuyện của chàng, đã đưa cho Thư Sinh một chiếc gương soi. Trong gương, Thư Sinh nhìn thấy xác của một cô gái trôi dạt vào bờ biển và trên người không có một mảnh vải che thân. Người đầu tiên bước qua chỉ thoáng nhìn cô gái rồi lắc đầu bỏ đi. Người thứ hai thì cởi chiếc áo khoác và đắp lên người cô gái. Người thứ ba đi qua thì bèn đào cái hố chôn cất và xây mộ cẩn thận cho cô gái đó. Lúc bấy giờ, ví dụ vị khách kia mới cho Thư Sinh biết, cô gái xấu số đó chính là người yêu của chàng ở kiếp trước. Vị du khách kia liền nói, anh chính là người qua đường thứ hai và đắp cho cô gái chiếc áo. Kiếp này cô gái đó gặp và yêu anh chỉ là để trả nợ anh thôi. Còn người mà cô ấy phải báo đáp chính là người đã chôn cất và xây mộ cho cô ấy cẩn thận. Người đó cũng chính là chồng hiện tại của cô ấy. Nghe xong câu chuyện, chàng Thư Sinh liền tỉnh ngộ và hiểu ra mọi chuyện. Câu chuyện đạo Phật, tấm lòng trẻ thơ. Một người đàn bà độc thân nọ vừa chuyển nhà. Bà ta phát hiện ra hàng xóm của mình là một gia đình nghèo khó gồm một bà mẹ góa và hai đứa con. Một hôm bị mất điện, bà ta liền thắp nến cho sáng. Một lúc sau thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Bà liền mở cửa ra, thì đó chính là con của nhà hàng xóm. Đứa bé lễ phép hỏi, con chào dì ạ, dì cho con hỏi nhà dì con nến không ạ? Người đàn bà thầm nghĩ, cái gia đình này nghèo đến nỗi không có nổi cây nến hay sao? Tốt nhất không cho, mất công họ ỉ lại. Nghĩ rồi bà liền trả lời, không có. Bà ta đang định đóng cửa thì đứa bé liền cười rạng rỡ và nói, mẹ con sợ dì sống một mình không có nến nên bà con mang sang tặng dì hai cây để thắp sáng ạ? Lúc này thì người đàn bà vừa cảm động vừa tự trách bản thân mình, liền ôm đứa bé vào lòng và rơi nước mắt. Bạn nghĩ gì khi đọc xong câu chuyện này? Sự trưởng thành của con người nhiều khi không phải nằm ở tuổi tác, mà đó là tấm lòng. Câu chuyện về đạo Phật hay về luật nhân quả. Vào một đêm đầu xuân khi mọi người đã say giấc thì có một đôi vợ chồng lớn tuổi bước vào khách sạn. Nhưng đáng buồn thay, khách sạn này đã hết phòng. Nhân viên lễ tân không đành lòng để họ đi tìm khách sạn khác,
nên anh ta liền dẫn họ vào một căn phòng và nói: đây không phải là một căn phòng tốt, nhưng mà ít nhất nó cũng giúp hai bác không phải đi tìm phòng vào lúc nửa đêm nữa. Cặp vợ chồng thấy căn phòng được dọn dẹp sạch nên đã quyết định ở lại. Sáng hôm sau khi họ thanh toán tiền phòng, nhân viên lễ tân bèn nói: hai bác không cần phải thanh toán đâu ạ, vì đó chính là phòng của cháu. Chúc hai bác có một chuyến đi du lịch vui vẻ. Thì ra nhân viên lễ tân đó đã nhường phòng của mình cho họ và ngủ tại quầy. Cặp vợ chồng đã rất cảm động. Chàng trai trẻ à, cậu đúng là một nhân viên khách sạn tốt nhất mà chúng tôi từng gặp. Cậu nhất định sẽ được đền đáp xứng đáng. Chàng trai liền cười rồi tiễn họ ra cửa và nhanh chóng quên đi chuyện hôm đó. Bỗng một ngày đẹp trời, anh ta nhận được một bức thư, trong đó là một tấm vé du lịch New York. Chàng trai đã bắt đầu chuyến đi của mình và theo sự chỉ dẫn của bức thư tìm đến một căn biệt thự sang trọng. Mở cửa tiếp đón anh ta chính là cặp vợ chồng già khi xưa. Thì ra ông là một nhà tỷ phú. Ông ấy đã mua tặng cho chàng trai này một tiệm rượu và giao cho anh quản lý. Đây chính là nhân quả của cuộc đời. Thực chất thì nhân quả đều do mỗi người chúng ta nắm giữ. Khi chưa xác định được mục tiêu vĩ đại của cuộc đời mình thì hãy dùng tấm lòng làm việc đó. Sống trên đời cần phải có nhiều trải nghiệm. Cũng có khi chúng ta sẽ có được tiếng cười sảng khoái, nhưng cũng không thể tránh khỏi những giọt nước mắt đau khổ. Trên đường đời sẽ có niềm vui từ chính thành công, nhưng thất bại sẽ cho ta sự thức tỉnh. Qua những câu chuyện về đạo Phật này, bạn sẽ nhận thấy rõ một điều: sự giàu có của đời người đến từ chính trái tim vô tư, không ích kỷ. Cái tốt đẹp của cuộc đời đến từ một trái tim giản dị, không toan tính. Trên đường đời không cần phải có điều cao quý, chỉ cần làm việc bằng chính trái tim chân thực là đủ. Nếu bạn muốn nhận được hạnh phúc và vui vẻ thì trước tiên bạn hãy mang hạnh phúc đến cho người khác. Không lâu sau, bạn sẽ nhận thấy bản thân của mình ngày càng hạnh phúc và cuộc sống này sẽ ý nghĩa hơn. Radio Suy Ngẫm xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe video ngày hôm nay. Chúc quý vị gia đình an lành, hạnh phúc.